Hi, anh Phi chào các bạn. Trong một cái phiên live cực kỳ trễ đây các bạn, anh Phi vừa mới chạy qua Zshop về để mua một cái kẹp Google kẹp lên cái ba lô. Và bây giờ thì anh Phi phát hiện mình có 3 đơn hàng tối ngày hôm nay. Đúng ra là anh Phi để ngày mai chị An làm, nhưng mà sau nhiều ngày chị An mới trở lại với công việc thì cái việc đóng hàng nó cũng sẽ gặp khá khá thời gian để chị An làm quen. Cho nên là thôi anh Phi trước ngày anh Phi đi Phú Quốc, tối nay anh Phi đi nha các bạn. Tối nay khoảng tầm 10 giờ 1 giờ anh Phi sẽ lên xe và sáng mai thì anh Phi sẽ về tới Phú Quốc. Thì anh Phi hy vọng là trong những ngày tới các bạn vẫn ủng hộ cửa hàng Abo ha, bằng cách đặt hàng, và chị An sẽ là người đóng hàng. Nhưng mà cái các bạn cũng thông cảm, trong những ngày tới thì cái clip test hàng anh Phi chỉ có thể up hình thành từng đoạn ngắn nhé, thành từng đoạn ngắn để các bạn có thể xem qua thôi, chứ không thể like kiểu này được, bởi vì anh Phi đi rồi các bạn. Và ở cửa hàng thì cũng chưa tìm được một cái nhân tài nào mà có thể nói chuyện trong suốt một tiếng đồng hồ như anh Phi. Cho nên các bạn thông cảm nhé. Trước mắt các bạn sẽ là 3 đơn hàng của nhà những chú ông nha các bạn. Hồi chiều anh Phi còn 2 đơn nữa, nhưng mà do nó phát sinh riêng lẻ cho nên anh Phi không có like. Một con là thần rồng sông đấu, và một con là con Yoyo 2A màu đỏ của Magic. Anh Phi chiều lu bu quá rồi, anh Phi đóng nhanh, anh Phi không có like nha. Rồi, biết vậy anh Phi để cho tới tối nay luôn like luôn lần nha. Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ đóng hàng thôi. Có câu chuyện cực kỳ đơn giản. Đây chính là con thần hổ linh thú nha các bạn. Thần hổ linh thú. Anh Phi sẽ không insert sản phẩm vô đây đâu, bởi vì anh Phi sẽ làm nhanh. Trong khoảng tầm 9 giờ rưỡi cho tới 9 giờ 45 thì anh Phi với chị Thư sẽ buộc phải dọn hàng xong để di chuyển về phía bên nhà, sau đó là đón taxi. 10 giờ 15 mới đón taxi để ra Lê Hồng Phong là bến xe của Phương Trang để đi Hà Tiên hả, đi Hà Tiên. Anh Phi sẽ không đi từ Rạch Giá nha các bạn. Để các bạn qua Phú Quốc thì các bạn có nhiều hướng để đi lắm, nhưng mà thường nó sẽ có hai cái bến tàu chính, đó chính là từ Phú Quốc, Hà Tiên và Rạch Giá. Thì anh Phi với chị Thư sẽ chọn đi từ Hà Tiên chứ không chọn đi từ Rạch Giá nhé các bạn nhé. Ra Phú Quốc thì anh Phi biết có nhiều bạn đi ra rồi, ra ngoài đó chơi rồi. Riêng anh Phi với chị Thư rất là lúa, năm nay 43 tuổi rồi, tôi mới ra đó lần đầu nha các bạn nhé. Chú Phi mới ra đó lần đầu thôi. Mặc dù là đi du lịch cũng nhiều chỗ rồi, nhưng mà với Phú Quốc thì đây là lần đầu tiên đi ra. Nhưng mà trong cái tư thế rất là lụp chụp các bạn. Ngày xưa mà chuẩn bị đi du lịch á, là ngày hôm nay anh Phi đã ở nhà với chị Thư, ở nhà đã để chuẩn bị đồ đạc linh kiện thiết bị rồi. Còn bây giờ nó ngay thời điểm này mà anh Phi còn chạy đi mua cái kẹp của Roro. Đúng ra anh Phi còn mua một cái con sứa nữa, nhưng mà con sứa đó người ta không có bán, cho nên là anh Phi sẽ không mua cái con sứa, mà anh Phi chỉ mua cái kẹp thôi. Trước mắt các bạn đó là một cái sản phẩm vô condo ha. Ở đây nó còn một cái đơn 7 món linh kiện và một con Nado nữa nè, một con Nado hít nữa. Rồi, anh Phi sẽ làm từ từ để các bạn xem. Ai có gửi gì mua về từ Phú Quốc hay không, mua một con bạch tuộc hay là mua một nàng tiên cá hay là mua một cái gì gì đó ha, anh Phi mua về anh Phi gửi cho các bạn. Con đó là con gì ha? Giờ một gạch đỏ đúng rồi, hai cục bên kia đó. Đóng hồi chiều rồi. Giờ 1 là con D1 các bạn. Chị Thư gọi là con giờ 1 nha. Đúng là cái chữ đó đúng là phải gọi là giờ chứ không phải là D nha. Nhưng mà tiếng Anh đọc là D, rồi anh Phi đọc là D là nó lỡ lỡ giữa tiếng Anh với tiếng Việt. Tiếng Việt là giờ đờ. Chị giờ 1 là chị Thư đọc đúng chính xác tiếng Việt luôn đó. Cái con đó là con 2A màu đỏ. K2 thì thực tế chiều hôm nay nó đã về rồi các bạn. Con K2 đủ màu nó đã về, nhưng mà nó chưa có giao được. Còn anh Phi thì kế hoạch anh Phi sẽ đi, cho nên là để coi tình hình ngày mai như thế nào. Nếu giao xuống thì anh Phi sẽ cập nhật K2 lên trên hệ thống để các bạn có thể đặt hàng nha. K2 thì chơi cực ngon nè các bạn. Đèn buổi tối anh Phi làm nhanh, anh Phi cũng không có bố trí thêm đèn, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó rất là tối. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ dán cái giấy vận chuyển này lên. Anh Phi cố gắng là anh Phi làm xong các đơn hàng này trong tối nay, để chị ngày mai chị An với lại chị My sẽ tập trung cho cái việc dọn hàng ha. Đi Phú Quốc chú quay chuyến đi của mình không? Có nha Hào nhé, có. Chú thường chú hay quay lắm. Các bạn lên trên IT các bạn gõ Abo Channel là các bạn sẽ ra cái kênh gia đình của anh Phi.
anh Phi chuyên up những cái clip gia đình ở phía bên đó, nào là đi Nha Trang nè, đi Quy Nhơn nè, đi Đà Lạt nè, rồi đi chùa, đi núi nè, đi chơi Tết nè, Tết tần tật mọi thứ anh Phi up ở trên đó, không có với mục đích là để làm YouTube cho các bạn. Cái đó chỉ qua là cái nơi anh Phi lưu trữ những cái phim gia đình của mình thôi, chia sẻ với các bạn luôn. Chú ơi, cháu xem con màu cam trơn đi. Con màu cam trơn là con gì ta? Con K2 hả? À, con K2 hết rồi. Con K2 một vài bữa nữa nó về rồi chú review cho. Khi nào chú về tới nơi chú review cho. À, cái đơn này gồm có 7 món nha các bạn. Bạn mua thành từng cặp để được giảm giá 30%. Chẳng hạn như cái này, hai cái này bạn gom lại, không nhớ nào nhưng mà có gom lại. Rồi bạn gom hai cái này đúng luôn á, cái này với cái này, cái này với cái này, và ba cái này vô chỗ phải mua món nữa là thành tách thành 4 cặp rồi. Này nó thành có 3 cặp mà, cứ mỗi cặp vậy thì sao giảm được thêm 30% nha. Đó, là 30% là một con số không nhỏ đâu các bạn. Rồi hôm trước bà có bạn kia tới cửa hàng mua hai món ra 55.000. Chú Phi đứng chú Phi tính mắc cười lắm. 30% chú Phi tính đâu ra 5.000 à. Vậy mà xưng là hồi xưa đi học chiên tán. Này tán vô mặt luôn á chứ chiên tán gì. Ha. Đó, cho nên là chú Phi bấm máy xong chú Phi mới biết là thực tế là nó giảm được khoảng 15.000 nha các bạn nhé. 30% của 55 là 3 lần của 5.500 ha, giảm xuống là còn khoảng 15.000, 16.000 vậy đó các bạn. Cho nên nó là nó giảm ngon lành gành đào luôn. Nhân dịp này thì các bạn đặt hàng đi để chú Phi hết hàng nhé. Hết thì nhập về tiếp đó các bạn ha. Rồi xong, một cái đơn 7 món phụ kiện nha. À, anh Phi cũng nhắc lại các bạn ơi. À, bán hàng thì anh Phi rất là tôn trọng khách hàng. Nhưng anh Phi cũng cần các bạn tôn trọng mình ở một cái khái niệm là nên thật thà với nhau nhé. Tại vì sáng nay anh Phi cũng khá là buồn bởi vì có một cái câu chuyện là có một bạn trẻ vì điều gì đó chúng Phi không biết. Nhưng mà bạn lại xưng bạn là ba mình. Đó, các bạn qua mạng, các bạn chat với nhau thì không nói. Nhưng quan điểm của anh Phi làm người làm công việc kế toán cho nên khi anh Phi dí tới nơi nha. Anh Phi dí là chỉ có nước mà ra sự thật thôi chứ không có cửa nào mà rớt được hết á. Ngày xưa ở chỗ anh Phi làm chỉ cần có 1.000 lòi ra thôi mà anh Phi dí hồi ra tới cả một cái cửa hàng, mỗi một quản lý đền tới 500.000, nhân viên đền 300.000, người cộng lại mấy triệu luôn á các bạn. Cho nên đó là các bạn đừng để anh Phi dí nha. Anh Phi hỏi là anh Phi hỏi thật để anh Phi hướng dẫn. Chẳng hạn như nếu các bạn tự mua thì anh Phi sẽ hướng dẫn kiểu khác, và các bạn có ba mẹ hỗ trợ thì anh Phi sẽ hướng dẫn kiểu khác. Mà trước sau gì đơn hàng đầu tiên thì anh Phi cũng sẽ gặp ba mẹ thôi, trừ khi các bạn đặt qua các cái sàn thương mại điện tử. Tại vì sàn thương mại điện tử nó xác nhận bằng một cái cách khác, đó chính là mã OTP. OTP họ sẽ nhắn về điện thoại của ba mẹ và ba mẹ sẽ phải cung cấp cho họ lại cái mã đó. Cho nên á, là khi phát sinh mã OTP á, thì nó đã xác nhận cái số điện thoại của các bạn rồi. Cho nên thực tế về cơ bản là shop không cần phải xác nhận lại nha. Shop không cần phải xác nhận lại. Còn trong tình huống anh Phi gửi hàng trực tiếp cho các bạn á, thì anh Phi buộc phải gọi cho các bạn để làm chi? Để đảm bảo rằng cái số điện thoại đó là chính xác và liên lạc được. Đó, cho nên nó mới xảy ra cái câu chuyện đó là anh Phi đi gọi điện thoại xác nhận. Nhưng anh Phi gọi khi nào có phát sinh đơn anh Phi mới được phép gọi. Bởi vì theo cái luật hiện nay của nhà nước mình á, thì số anh Phi là một số bán hàng. Anh Phi không được phép tự ý gọi điện cho khách hàng của mình. Cái đó là những cuộc gọi marketing không mong muốn. Và nếu trong một tình huống nào đó anh Phi có thể bị phạt. À, những khách hàng mà của anh Phi mà anh Phi yêu cầu gọi mà họ còn không dám gọi á các bạn. Khi đó nó sẽ phát sinh những cái câu chuyện là à, cái người gọi có bị phạt hay không bị phạt. Mặc dù hiện nay á, là chưa có quản lý kỹ và rõ phần này, nhưng đã có rồi nha. Luật nó đã quy định rất là rõ rồi. Cho nên các bạn cũng cẩn thận, và anh Phi cũng rất cẩn thận. Khi các bạn yêu cầu anh Phi gọi điện cho ba mẹ các bạn là anh Phi không gọi đâu, trừ khi các bạn lên đơn rồi anh Phi mới gọi được nha. Các bạn lên đơn rồi là đã có phát sinh đơn hàng và có số điện thoại thì anh Phi mới gọi được đó. Mà khi gọi thì nhiều khi anh Phi gặp chính các bạn mà anh Phi hỏi dạ cho em gặp phụ huynh của bé Nguyễn Văn A. Cái bạn cũng tôi là phụ huynh của bé A đây. Trời ơi, tôi năm nay tôi 43 tuổi rồi các bạn ơi nha. Tôi 43 tuổi rồi, tôi nghe cái giọng của ai là cái gì thì tôi biết hết á nha. Các bạn đừng có coi Conan nhiều quá, hai trang mỗi ngày.
Bởi vì các bạn coi Conan, các bạn cứ nghĩ là có một cái máy nào đó thay đổi giọng nói để cho người khác tưởng lầm mình hay là sao. Cái đó có nhưng mà không phải bây giờ. À, chú Phi nghĩ là trong tương lai kìa, chứ còn bây giờ là vô phương rồi. Nó lọt lại một cái bạc đạn mấy bạn ơi. Rồi lo nói lo tám đó. Mỗi lần mà vậy là chị Thư cho nó đó lo tám lo nói đó. Đây nè thấy không, thiếu cái bạc đạn đó. Đó, mỗi lần vậy đó các bạn đó. Nhiều khi chị Thư á, là con gái Bến Tre mà chưa bao giờ bả mặc áo bà ba hay là bả khiêng thúng bả đi vòng vòng bả bán đồ cho chú Phi coi á đó. Hồi trưa này chú Phi coi một cái bài hát á, cũng hay lắm, của chú Lê Sang hát với bạn Kim Chi đó, Phà Rạch Miễu. Ở đây ai biết Phà Rạch Miễu giơ tay lên nè, có thưởng liền luôn, có thưởng liền. Rồi bạn nào biết Phà Rạch Miễu giơ tay lên. Rồi chào bên Nora, vô vô My Kingdom chơi ngon quá trời, cảm ơn con. Con đã ủng hộ một cái hệ thống bán hàng chính hãng tốt của Việt Nam, và nhờ đó hệ thống hàng hóa của Việt Nam sẽ được chuẩn mực hơn, chúc mừng con. Rồi từ đây về sau có hư hao gì dây gì thì qua bên đó mua luôn nha con nha. Rồi xong hả các bạn ha, anh Phi 7 món ở đây đã xong đó. My Kingdom là một hệ thống, các bạn nên hỗ trợ ủng hộ họ nha các bạn nhé, bằng một cái cách nào đó nên ủng hộ họ, bởi vì họ nhập hàng chính hãng, chứng từ nhập khẩu của họ là đầy đủ và minh bạch, họ bán từng món hàng đều có hóa đơn chứng từ hết nha các bạn. Nếu còn trẻ thì anh Phi sẽ đầu quân về đó để anh Phi làm việc đó, nhưng mà rất tiếc nha, anh Phi già rồi, anh Phi đi tới đâu là người ta ghét tới đó thôi. Bởi biết sao ghét không, tại nói nhiều quá cho nên là bị đuổi về đây, bị đuổi về đây làm TikTok à, biết không à, 9 giờ chú review đóng chăm chỉ. Không có đâu, chú đang, chú cô Thư với lại chị My đang dọn hàng, chú Huy chuẩn bị đi đây đó, đang dọn nè, đang chọn nè đó, thấy không, sau lưng chú Huy là hai người nữ nói ít nhất cửa hàng, tại vì cửa hàng hiện tại có 3 người, có mình chú nói nhiều cho nên là hai người kia nói ít nhất. Rồi chú đóng cho xong á, để ngày mai chị An khỏi phải lo lắng về vấn đề này nữa, để tập trung cho mặt hàng hóa nha. Còn một con Nado nữa nha các bạn nhé. Rồi xong à, quay trở lại với câu chuyện ngày nãy của bạn Hào. Bạn Hào khen Yoyo My Kingdom ngon ơi là ngon. Thì Yoyo My Kingdom là hàng ô đì với gì đâu mà các em lo dữ vậy ha. Đó, đó là hàng chính hãng của OD. À, hàng chính hãng của OD thì OD nó chia ra thành nhiều mảng lắm. Một là hàng nội địa tiếng Hoa, hai là hàng quốc tế, tùy vào khu vực hàng đó vào mà nó mang trên người cái ngôn ngữ đó. Chẳng hạn như khi các bạn đi Mỹ thì các bạn phải nói tiếng Anh của Mỹ. Rồi khi các bạn đi Pháp thì các bạn sẽ dùng tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh ha. Rồi khi các bạn đi Châu Phi thì các bạn phải dùng tiếng Châu Phi. À, chẳng hạn như là Bung Srong lên coi chẳng hạn vậy à. Rồi bây giờ thì anh Phi đã xong cái con Nado này rồi. Con Nado này là hàng phiên bản tiếng Hoa. Đây là một con Nado hít, anh Phi chưa thấy nó ở phiên bản tiếng Anh, mà anh Phi chỉ thấy những cái con nâng cấp thôi. Còn con này là con hít nha các bạn. Thì anh Phi thử xong thì anh Phi sẽ đóng lại. Những con này Nado thì chơi cực ngon rồi các bạn ha. À, anh Phi đánh giá cao cái dòng Nado hơn là cái dòng của Beylake. Beylake con quay nó nhỏ quá, nó sẽ không đạt được cái khối lượng ha. Mà nếu mà xét về yếu tố an toàn trẻ em thì anh Phi đánh giá cao Beylake hơn, bởi vì nó nhỏ, nó sẽ an toàn hơn, nó không có lực quay quá mạnh nha. Nhưng mà xét một cái yếu tố nào đó khi mà các bạn chơi mà hứng thú rồi á, máu lên rồi á, thì anh Phi đánh giá cao con của Audi hơn, bởi vì lúc đó máu mà chơi với nhau phải thắng chứ, thua hoài quạo. Cho nên là chúng ta phải chơi những cái con cứng cáp, nhưng mà hàng của Beylake thì nó mang tính chất là rã thân, khi đụng nó sẽ rã. Còn hàng của Audi á, thì thường nó sẽ là tròn thân như thế này nha các bạn, sau khi ráp xong mà nó sẽ tròn thân như thế này đó, và rất là ngon các bạn thấy không đó. Ở đây chúng ta có thể chơi theo kiểu hai con số 1 nha. Đấy, anh Phi sẽ trải cái này ra để tránh tình trạng là nó lăn ha. Con số 1 xong các bạn chờ nó đi, chờ nó đấu với đối thủ đã đời đi, rồi sau đó các bạn nâng cấp nó lên thành một cái con đang quay tiếp. Nhưng mà cái này nó hít nhau thôi các bạn, cho nên cái
gia tốc của nó không có phải là tuyệt đỉnh công phu đâu, mà chẳng qua là chơi được, thêm vô được. Và anh Phi còn một cái con nữa, 634601G, nó là một cái con anh Phi kêu bằng con quay bánh tét á. Nó có một cái con trụ và 5 cái hít vòng tròn đó, khi mà các bạn hít nó lại là nó như cái con quay bánh tét thôi, giống như là cái con quay Nado phần 3 mà kết hợp 3-4 con lại với nhau á. Ai đã từng kết hợp con quay phần 3 Nado 3 lại thành 3-4 con giơ tay lên nè. Ngày xưa là anh Phi kết hợp lại như một đòn bánh tét luôn, và phải chơi bằng cái dây giật, gọi là dây giật nâng cấp mới có khả năng giật được nó, còn dây ngắn là giật không nổi, dây ngắn giật nó không quay các bạn nha. Rồi xong con này, anh Phi đóng cái hộp hàng nữa là xong. Và tới đây chắc anh Phi Beylake độ nổi tiếng không bằng Nado đâu chú, cũng tùy con. Nếu ở Nhật thì Beylake sẽ nằm trên nha, cái thị trường Nhật thì Beylake sẽ nằm trên. Beylake ngày xưa cái tội của nó là nó nằm ở công ty An Điền. An Điền thì không đủ vốn để khuếch trương nó giai đoạn đầu, cho nên nó không được như là của Audi. Audi ra một cái Audi với một cái bài hát khá là hay, cái bài hát Pandora Up. Khi trước anh chú Phi có like á, là cái bài hát hình như là của phần 2 phải không Pandora. Phần 1 á, là nó hát khác chút xíu, cùng cái nhịp điệu nhưng mà nó hát khác chút xíu. Phần 1 là khi mà ra là chú Phi có một cái sân chơi riêng ở bên này cho các bạn chơi mà. Trời ơi bao đã luôn, lúc đó Abo cũng còn nghèo. Mà chú Phi cũng mua chú Phi mua máy in, rồi chú Phi về chú Phi in thẻ tham gia. Rồi chú Phi tổ chức cho các bạn hàng tuần ở phía sau đó. Mà các bạn biết khi tổ chức cho các bạn chú Phi sợ nhất gì không? Chú Phi sợ nhất cái hồ cá của chú Phi. Chú Phi phải lấy đồ chú Phi che lại cho kỹ, chứ để hả các bạn vô chơi cái con quay nó văng vô cái hồ cá nó bể kiếm rất là nguy hiểm các bạn nhé. Đấy cái câu chuyện nó là vậy. Rồi bây giờ đi đóng con này nữa là xong. Sao chị? Chọt về để đi chơi mà, cho nên là phải nhiệt tình vô, nhiệt tình vô. Rồi, lần đầu tiên trong 10 năm qua Abo đóng cửa một ngày đi chơi nha các bạn. Đóng cửa một ngày luôn á. Hồi xưa có một lần đóng nửa ngày nha. Mà trời ơi chị Thư tiếc hụi hụi luôn á các bạn. Thực sự ra làm ăn kinh doanh không phải anh Phi tiếc doanh thu đâu các bạn, mà là cam kết với khách hàng là chúng tôi luôn mở cửa. Mà khi đóng cửa các bạn tới mua hàng không có ai phục vụ các bạn là một cái điều mà anh Phi lo sợ, chứ không phải vấn đề về doanh thu, vấn đề về tiền bạc đâu nhé các bạn nhé. Mà vấn đề về tiền bạc đó là không phải vấn đề chính, mà là vấn đề số 10, nó hơn vấn đề chính nữa. Tại vì nếu doanh thu không có là Abo chịu chết luôn, là không phát lương không gì được hết trơn á. Cho nên với khách hàng, anh Phi nhắc lại, anh Phi rất là tôn trọng khách hàng nha. Và anh Phi cũng vai trò chú, anh, bác các bạn, cho nên cũng rất là yêu thương các bạn. Nhưng mà chuyện gì nó ra chuyện đó nhé. Tôi cực kỳ ghét những người bơm hàng tôi nói thổi thể hiện thẳng thắn như vậy. Tôi cực kỳ ghét những cái người mà giả danh ba mẹ, bởi vì không có đáng để làm chuyện đó các bạn. Muốn mua cái gì thì thỏa thuận với ba mẹ hoặc xin phép. Mà đã xin phép thì cố gắng làm theo nhé. Xin gì có 200 ngàn đi mua con 500 ngàn đó. Các bạn đừng nói không có nha. Chú Phi đứng đây, chú Phi tiếp xúc với phụ huynh và các bạn hàng ngày. Trời ơi, tôi nghe mà mấy phụ huynh mát mà tôi riết mà tôi sợ luôn á. Trời trời em ơi, nó lấy cái điện thoại của chị, nó đặt con cách rượu bạc người ta giao trước cửa nhà, chị mới nhảy dựng lên. Rồi có bữa có chị, trời ơi trời em ơi, nó đặt nguyên một cây súng về đó. Có không, ai đây có bao giờ làm chuyện đó không, giơ tay lên coi. Năm đó cửa hàng chú Huy hơi nhỏ, chưa được như bây giờ. Ủa Pandora hồi xưa có ghé Abo chơi nào đâu hả? Pandora ơi, nhà con ở đâu, quận 4 hả? Pandora là một con bé nữ ở trong phim đó, cho nên chú đoán là con là nữ. Còn nếu con không là nữ thì con sẽ là một đứa thích những cái đứa có đầu tóc tím, người yêu con sẽ tóc tím đấy. Mà nếu mà con năm đó con tới Abo chơi là vào năm 2013, hôm nay đã là 10 năm thì tính ra cho năm đó con 7 tuổi đi, năm nay con là 17 tuổi, con bằng tuổi với con bé My rồi. Chết rồi, sắp có vợ rồi con ơi.
Ôi, con xem trên YouTube hả? Trời, nó xem trên YouTube mà tưởng đâu nó đây, tới đây nó chơi thiệt. Con xem gì mà cái clip của chú 10 năm trước luôn hả Pandora? Khủng khiếp nè con. Con quên nó đi con ơi. Lúc đó chú đẹp lắm chứ không có xấu như bây giờ. Giờ chú xấu lắm. Hồi xưa chú đẹp lắm. Rồi thôi nói chơi vui thôi các bạn. Tối rồi buồn ngủ, nói chơi vui đó. Rồi ha, bây giờ thì tới đây thôi. Cái phiên live này do quá bất ngờ và quá nhanh cho nên thôi cũng không có ai coi. Mặc dù là chú Phi cũng buồn chút xíu, diễn nãy giờ không ai coi buồn. Rồi cho nên nó là thôi tới đây rồi ha. Nói vậy thôi chứ chú Phi không mong muốn điều gì đâu. Chủ yếu là giúp cho công việc của Abo nó trơn tru hơn thôi. Những ngày chú đi thì chị An với lại lộn băng keo các bạn. Chị My nói kìa, trời ơi trời, dám nói chú nói nhiều nha. Cô Thư mà nói chú nói nhiều mà chú còn xử đẹp đây không còn con nha My. Đó. Con thấy cô Thư không? Đó, mặt mày bầm tím á, thấy không? Mày bầm tím là do bà đi bà đụng vô cạnh đồ á con. Ai dâu dám quýnh bà. Rồi xong các bạn, con Nado của chú Phi vợ xong rồi. Và con này sẽ gửi về Thủ Đức và số tiền thanh toán của khách là 0 đồng, khách đã thanh toán rồi. Rất cảm ơn khách hàng đã rất rất tin tưởng Abo để giao tiền về tay Abo như thế này. Chú bán gì vậy? À, chú bán cốc hỏi mía ghim ở ngoài chợ lớn đó con. Đây, cốc hỏi mía ghim của chú đây, đồ chơi trẻ em nha. Đây, có rất là nhiều đồ chơi trẻ em. Nhìn ra đằng sau coi, đoán ra nó bao nhiêu mét các bạn. Các bạn nhìn tuốt làm sao đó coi đoán nó bao nhiêu mét, từ đây ra đó bao nhiêu mét. Chú xong check thế con nhé. Không, hỏi trên này chú trả lời luôn, xong là chú xuống luôn á, chú đi về, chú đi Phú Quốc. Bạn Kia Art này muốn mua một cái con Yoyo nó quay êm và chơi ngon và ok nhất. Bạn nào tư vấn cho bạn này giúp anh Phi cái, Pandora ơi tư vấn cho Kia anh TR giùm. CS Rubik đi chú. Trời ơi, người ta dẹp hết rồi mấy ông ơi. Nè, cửa hàng dẹp hết rồi. Nghỉ khỏe nha. Rồi, bây giờ thì chú Phi gom hết rồi, chuẩn bị đi về. Để chú Phi đi Phú Quốc. Hẹn các bạn ngày 10 gặp lại. Cây côn á hả? Dạ, không có bán nè. Rồi nha, rồi, chú Phi xuống đây. Bye bye. Bye bye. Shop chú ở đâu? Con lên trên lên trên cái chỗ mà cái dấu mũi tên xéo xéo để các bạn về IT các bạn coi, các bạn vô đó để chú Phi nói đây là điều hướng nó bụp chú liền luôn á, ha, TikTok bụp chú liền. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Cái côn nhựa